Đây mình sẽ giới thiệu bạn về một lọ keo 52. Đây một lọ keo 52 khá là đẹp. Được dùng để dán những cái đồ vật. Và nó có một phần nắp ở đây. Để chiếc nắp và chiếc pin bên trong lọ keo 52 khá là nhiều các bạn nha. Đây. Khá là nhiều. Đây là một loại keo mà được có rất nhiều người sử dụng để dán những đồ vật lại, nó sẽ được rất là bền và chắc chắn. Mỗi lần dán xong thì mình có thể dùng được khá là bền các bạn nhé. Đây từ loại keo 52. Nó sẽ mau khô và dính, cái gì là hiệu quả. Mày mẹ, trời ơi, đã có một bàn thắng lại đời ra. À, được rất nhiều người à. Trong thì có đâu còn nửa lọ keo này gọi này. Và dùng thì mà sẽ dùng rất là dễ, chỉ cần đổ ra và keo của nó màu phát triển nhanh khô nha. Chỉ cần dùng 5-10 giây là nó đã khô lại rồi. Nhặt được mua. Em nhặt được có đường xong rồi đưa cho em luôn. Vẫn đi chi cục nó dùng xong hết là người ta đào ra rồi mà gì. Mà cục men to liên thỏ rồi cho mẹ không được. Dùng để cái chơi. Điện đèn những cái gì. À. Nhưng mà cái này sát cho bán được. Thôi đây đây. Đây các bạn. Rồi. Bên trong đây thì nó có phần đầu khá chỉ là nhựa và chiếc vỏ thì là một nhựa cứng. Xem cái cục pin xuống tường. Trong đây thì là keo khá chỉ là nhiều, nó có hạn sử dụng. Ở đây là sản sử dụng. Ngày sản xuất và hạn sử dụng sẽ nằm ở đây các bạn nhé. Và khi chúng ta dán thì chúng ta nên cẩn thận là khi dán thì keo rất dễ bị bay vô mắt, vì nếu mà chúng ta không cẩn thận mà để một giọt hoặc là một chút bay vô mắt thì nó sẽ dễ là chúng ta đang bị mù loà hoặc là những rất là nguy hiểm. Đang nhận khá rất là nhiều kêu. Đây, đầu nó đây gọi nhé. Dùng thì cũng hay là dễ dùng nên là được rất nhiều người sử dụng. Nó cũng theo vừa giúp là dán được cả gỗ này nhá.
Rồi, video của mình đến đây là kết thúc, chào bạn nhé. Chào bạn nhé, hôm nay mình sẽ review với bạn mình một chiếc cưa nhá. Đây là chiếc cưa này. Đây là một loại cưa khá chi là đẹp. Nó có các phần răng để cưa. Đây là phần tay cầm của nó nhá. Nó được cố định bằng hai chiếc đinh. Và bên trong thì nó có một phần sắt để cố định. Đây, phần tay cầm. Đây phần chữ cưa nhá, cho nó có một chiếc phần này ngang và phần tay cầm, nó là cưa được những đồ vật nhựa gỗ rồi các phần đồ vật khác nhau. Tay cầm thì là một gỗ mà mình đã mài, cần rất dễ chắc tay. Mang cưa thì được mài rất là sắc. Cậu nhìn khá chi là đẹp nha. Nó là bằng gỗ 100%, bằng gỗ ép. Đây rồi nha. Và nó là 12 chiếc đinh. Cưa rất chắc chắn rồi. Bây giờ mình chỉ vừa cưa thôi. Và phần này cưa nhiều lên, mình cưa nó bị cong một chút. Mình có thể làm bé thẳng nó lại được. Chúng ta có thể lên bộ với những đồ vật để chúng ta đặt chống hàng thẳng lên được nhá. Rú. Đây. Bác cái gì của mình? Cái con gì? Bác nhịn. Phần đầu thì nó là phần bè, nó không bị nhỏ. Đây các bạn nhá. Và nó được cố định từ hai sắt. Cái nhỏ ra này. Em mua đưa bác. Anh không cay nữa, anh đang có video mà. Anh không cay mua gọi đưa bác nữa. Đưa anh. Đứng cái nhỏ ra này. Đây các bạn này. Nhìn nó đi không có khác ra đấy. Những phần răng cưa thì được
tán xíu với nhau. Lúc mình cười thì chắc nó hơn nha. Rồi, bây giờ mình sẽ làm kết thúc cho bạn nha. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn để tán một chiếc chỗ các bạn nha. Thăm lại qua qua đi lại đừng đi không ngu đó, để ba lạ đừng tê chứ, để máy lại đừng tê. Quát xuống, đẻ xuống. Chỗ đàn đại thôi mà. Đang ở bên trên đây các bạn này.
giờ mình đã được cái tóc xẻ bạn nha. Các bạn nhớ mình sẽ ấn ở lại cái nhà nha. Bây giờ mình sẽ ôn cái tóc xẻ bạn nha. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn để làm một chiếc vỏ mình nhé.
quay đít lại đừng đi, không ngu đó. Để ba lạ đừng tê chứ, để máy lại đừng tê. Quát xuống, bẻ xuống. Chỗ đàn đại thôi mà, quay hết xong. Đang đứng trên đây các bạn này. Rồi bây giờ mình lấy lại cái tóc xẻo bạn nha. Các bạn nhé, mình sẽ ấn ở lại cái nhà nha. Đi
sửa của mẹ. Tao nhảy chú tiệp á, đủ thay cái bình nhớt nữa nhá. Bây giờ thay Minh ơi, nhổ của cây hoa là nên cái kết nhà nó quay rồi. Mẹ còn chưa đẩy ra, nó không quay đâu. Bây giờ mình sẽ ăn cái thuốc xẻ mạnh nha. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn để phân đại nha.
chai nhựa để nước. Chào bạn nhé, hôm nay mình sẽ review lại về một chiếc cưa nhá. Đây là chiếc cưa này. Đây là một loại cưa khá chi là đẹp. Nó có các phần răng. Đây là cưa. Đây là phần tay cầm của nó nhá. Nó được cố định bằng hai chiếc đinh. Và bên trong thì nó có một phần sắt để cố định. Đây, phần tay cầm. Đây phần chữ cưa nhá, cho nó có một chiếc phần gạch ngang và phần tay cầm, nó là cưa được những đồ vật nhựa gỗ rồi các phần đồ vật khác nhau. Tay cầm thì là một gỗ mà mình đã mài, cần rất dễ chắc tay. Nên cưa thì được mài rất là sắc. Cậu nhìn khá chi là đẹp nha. Nó là bằng gỗ 100%, bằng gỗ ép. Đây rồi nha. Và nó là 12 chiếc đinh. Cái nước giống nữa. Đây các bạn. Thôi, cái nước giống nó vô nhiều vô. Cái nước giống thêm vô. Và cho cái giống.
thích chơi chắc chắn. Mình đã hồi điều là mình rất chơi toàn nhé. Và trên đây thì cứ làm sát và đã được mài rất chơi chắc chắn rồi. Bây giờ mình chỉ vừa cưa thôi. Và phần này cưa nhiều lên mình cưa rồi bị cong một chút. Mình có thể làm bé thẳng nó lại được. Chúng ta có thể lên bộ với những đồ vật để chúng ta đặt cho nó thẳng lên được nhá. Rút đây. Má cái nhựa mình. Cái con gì? Má nhựa. Nhựa người trời. Bắt đầu thì nó là phần bè. Nó không bị nhỏ. Không biết. Đó đây. Đó là vậy nha. Và nó được cố định từ hai sát. Cái nhỏ ra này nha, em mua đưa bác. Anh không cay nữa, anh đang có video mà. Anh không có mua gọi đưa bác nhỉ. Đây các bạn. Đưa ăn. Đứng lên cay nhỏ ra này. Đây các bạn này. Nhìn nó đi không có khác ra đấy. Những phần răng cưa thì được đan xéo với nhau giúp mình cưa thì chắc chắn hơn nhá. Rồi bây giờ mình sẽ làm kết thúc chào bạn nhé. Đây mình sẽ giới thiệu bạn về một lọ keo 52. Đây một lọ keo 52 khá chỉ là đẹp, được dùng để dán những cái đồ vật và nó có một phần nắp ở đây. Đây chiếc nắp và chiếc tình bên trong của cái loại 2 khá là nhiều các bạn nha. Đây khá là nhiều. Đây một loại keo mà được có rất nhiều người sử dụng để dán những đồ vật lại. Nó sẽ được là rất chi là bền và chắc chắn. Mỗi lần rán xong thì mình có thể dùng được khá là bền các bạn nhé. Đây, từ lọ keo 52. Nó sẽ mau khô và dính, cái gì là hiệu quả. Mời mẹ, trời lại có một bàn thắng lại đời ra. Đây, được rất nhiều người à. Trong thì có đâu nữa lọ keo này gọi này. Và dùng thì nó sẽ dùng rất là dễ, chỉ cần đổ ra và keo của nó màu phát triển nhanh khô nha. Chỉ cần dùng 5-10 giây là nó đã khô lại rồi. Nhặt được mua. Em nhặt được ở đường xong rồi đưa cho em luôn. Vẫn đi chi cục nó dùng xong hết là người ta nó ra nên không có gì. Mà cục miếng to riêng thỏ rồi mình cho nghĩ không được. Dùng để cái chơi. Điện đèn cái gì? Nhưng mà cái này sát cho bán được. Thôi đi đây. Đây các bạn. Rồi. Nó cho
đấy thì nó có đau khá chỉ là nhựa. Và chiếc vỏ này là một nhựa cứng. Xem cái cục bia mới rơi xuống trường, anh nhắc xuống luôn. Trong đây thì là do khá chỉ là nhiều, nó có hạn sử dụng. Ở đây này sẵn sử dụng. À, khi chúng ta dán thì chúng ta nên cẩn thận là khi dán thì keo rất dễ bị bay vào mắt, vì nếu mà chúng ta không cẩn thận mà để một tọt hoặc là một chút bay vào mắt thì nó sẽ dễ dàng chúng ta đang bị mù loà và những rất khi là nguy hiểm. Đây rồi. Đây đầu nó đây rồi nhé, dùng hiệu hành là dễ dùng nên là được có rất nhiều người sử dụng, nó cũng thêm vừa giúp là dán được cả gỗ này nhé. Rồi video của mình đến đây là kết thúc, chào bạn nhé. Đây mình sẽ ăn rồi. Rồi, bây giờ mình đến đây là cái ốc chào bạn nha. Chào bạn nha, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để rửa bát nha.
xóm nhà đang đó đi biểu gần ít chỉ heo cái nhiều nhiều tí cho lấy cái đi. Nhớ đến sớm mà làm ngô đấy nhau. Giờ đến sớm mà đi làm ngô đấy đấy. Mấy giờ? 4 giờ, còn nữa. 4 giờ đấy mà nghỉ hết rồi. Dạ. Ê, nó mới đi rồi chưa? Đang đánh mấy người. Mẹ là... Ai đi làm 6 giờ rồi. Mấy giờ nữa? Cháu mua một mỡ khoảng gần 4.000 đấy mà.
16.714 người riêng. Rồi, bây giờ mình sẽ làm là cái tóc xẹo lại nha. Nào, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn vẽ đang một chiếc con rõ các bạn nhé. Thăm lại qua quay đi lại đừng đi không ngu đó, để ba lạ đừng tê chứ, để máy lại đừng tê. Quát xuống, bẻ xuống. Chỗ đàn đại thôi mà. Quay thế. Đang đứng trên đây các bạn này.
chát chát rồi đó. Rồi, bây giờ mình sẽ rửa cái tóc cho các bạn nha. Các bạn nhớ mình sẽ rửa lại cái nhà nha. Bây giờ mình sẽ ôn cái tóc xẻ mạnh nha. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn để đan một chiếc vỏ để đan. Thank you.
quay đít lại đừng đi, ngu ngu đó. Để ba lạ đừng tê chứ, để máy lại đừng tê. Quát xuống, bẻ xuống. Chỗ đàn đại thôi mà, quay hết. Đang đứng trên đây các bạn này. Rồi bây giờ mình sẽ làm cái tóc xẻo bạn nhé. Các bạn nhé, mình sẽ rửa lại cái nhà nhé. Trong nó có cái ca gì nhỉ? Tí nữa tầm khoảng 8 giờ á. Còn lại cái nhìn bữa ngoài rồi, cái nhà ngoài rồi đang bán.
cái khóa này con đi xe cái xe của mẹ á, con nhờ chú Tiệp á, biểu chú thay cái bình nhớt nữa nhá. Bây giờ thay. Quay nhổ của cây hoa này nên cái kết nhà nó quay rồi. Mẹ còn chưa đẩy ra nó không quay đâu. Bây giờ mình sẽ làm cái thuốc xẻ mận nha. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn để phân đại.
chứ, chúng ta nhựa được nước. Chào bạn nhé, hôm nay mình sẽ review với bạn về một chiếc cưa nhá. Đây là chiếc cưa này. Đây là một loại cưa khá chi là đẹp. Nó có các phần răng để cưa. Đây là phần tay cầm của nó nhá. Nó được cố định bằng hai chiếc đinh. Và bên trong thì nó có một phần sắt để cố định. Đây, phần tay cầm. Đây phần chữ cưa nhá, cho nó có một chữ phần gạch ngang và phần tay cầm, nó là cưa được những đồ vật nhựa gỗ rồi các phần đồ vật khác nhau. Tay cầm thì là một gỗ mà mình đã mài, cần rất dễ chắc tay. Nên cưa thì được mài rất là sắc. Cậu nhìn khá chi là đẹp nha. Nó là bằng gỗ 100% và gỗ ép. Đây rồi nha. Và nó là 12 chiếc đinh. Cái nước giống nữa. Đây các bạn ơi. Cái nước giống nó vô nhiều vô. Cái nước giống thêm vô. Bà cho cái
thích chơi chắc chắn rồi rất là chọn nhá. Và trên đây thì hơi là một sát và đã được mài rất là chắc chắn rồi, bây giờ mình chỉ vừa cưa thôi. Và phần này cưa nhiều lên mình cưa là bị cong một chút, mình có thể làm bé thẳng nó lại được. Chúng ta có thể lên bộ với những đồ vật để chúng ta đặt cho nó thẳng lên được nhá. Đây bát cái này của mình, cái con gì, cái bát nhựa, cái nhựa người trời. Phần đầu thì nó là phần bè, nó không bị nhỏ. Không biết. Đó đây. Đây ngoài nhá. Và nó được cố định từ hai sắt. Cái nhỏ ra đi. Em mua đưa bát. Anh không cay nữa, anh đang có video mà. Anh mua đưa bát nhỉ. Đây các bạn. Đứng lên cay nhỏ ra đi. Đây các bạn này. Nhìn nó đi không có khác ra đấy. Những phần răng cưa thì được đan xéo với nhau, giúp mình cưa thì chắc chắn hơn nhá. Rồi bây giờ mình sẽ làm kết thúc chào bạn nhé. Đây mình sẽ giới thiệu bạn về một lọ keo 52. Đây một lọ keo 52 khá là đẹp, được dùng để dán những cái đồ vật và nó có một phần nắp ở đây. Đây chiếc nắp và chiếc pin bên trong của Canon 52 khá là nhiều các bạn nha. Đây khá là nhiều. Đây một loại keo mà được có rất nhiều người sử dụng để dán những đồ vật lại, nó sẽ được là rất chi là bền và chắc chắn. Mỗi lần rán xong thì mình có thể dùng được khá là bền các bạn nhé. Đây từ lọ keo 52 nó sẽ mau khô và dính rất như là hiệu quả. Mày mẹ trời đã có một bàn thắng lại đời ra à, được rất nhiều người à. Trong thì có đâu nữa lọ keo này gọi này. Và dùng thì chúng ta sẽ dùng rất là dễ, chỉ cần đổ ra và keo của nó màu phát triển nhanh khô nhé. Chỉ cần dùng 5-10 giây là nó đã khô lại rồi. Nhà đặng mua. Em mới nhặt được ở đường xong rồi đưa cho em luôn. Vẫn đi chi cục nó dùng xong hết là người ta đã ra nên không có gì. Mà cục bên to liên thỏ rồi mình cho nghĩ không được. Dùng để cái chơi. Điện đèn những cái gì. À. Nhưng mà cái này sát cho bán được. Thôi đi đây. Đây các bạn này. Rồi. Bên trong đây thì
chỉ là nhựa. Và chiếc vỏ này là một nhựa cứng. Xem cái cục bia mới lên xuống trường để nhắc xuống luôn. Trong đây thì là do khách chỉ là nhiều, nó có hạn sử dụng. Ở đây này sẵn sử dụng. À, khi chúng ta dán thì chúng ta nên cẩn thận là khi dán thì keo rất dễ bị bay vào mắt, vì nếu mà chúng ta không cẩn thận mà để một giọt hoặc là một chút bay vào mắt thì nó sẽ dễ dàng chúng ta đang bị mù loà và những rất khi là nguy hiểm. Đây rồi. Đây đầu của nó đây rồi nhé. Dùng nhiều hay là dễ dùng nên là được có rất nhiều người sử dụng. Nó cũng thêm vừa giúp là dán được cả gỗ này nhé. Rồi video của mình đến đây là kết thúc, chào bạn nhé. Đây mình sẽ ăn đỡ. Rồi, bây giờ mình đến đây là cái ốc chào bạn nha. Chào bạn nha, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để rửa bát nha. Thank you.
Thế võng cái nhàng đang ra đi biểu người ít chỉ heo cái nhiều nhiều tí ra lấy cái đi. Nhớ giờ đến sớm mà làm ngô đấy nhau. Giờ đến sớm mà đi làm ngô đấy đấy. Mấy giờ? 4 giờ, còn nữa. 4 giờ đấy mà nghỉ hết rồi. Dạ. Ê, nó mới đi rồi chưa? Đâu, đấy mấy giờ rồi. Mẹ là... Ai đi làm 6 giờ rồi. Mấy giờ đó? Cháu mua một mỡ khoảng gần 4.000 đấy mà.
đây là bếp cũ em bỏ rồi. Đây là 16.714 người. Rồi, bây giờ mình sẽ đạo là cái tóc xẹo lại nha. Các bạn nhớ là mình sẽ ơn gỡ lại cái nhà nha. Bây giờ mình sẽ làm cái tóc xẻ bạn nha. Nha, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn để khuôn đại.
chai nhựa đựng nước. Chào bạn nhé, hôm nay mình sẽ review bạn về một chiếc cưa nhá. Đây là chiếc cưa này. Đây là một loại cưa khá chi là đẹp. Nó có các phần răng để cưa. Đây là phần tay cầm của nó nhá. Nó được cố định bằng hai chiếc đinh. Và bên trong thì nó có một phần sắt để cố định. Đây, phần tay cầm. Đây là một chiếc cưa nhé, cho nó có một chiếc phần này ngang và phần tay cầm, rất là cưa được những đồ vật như gỗ, rồi các phần đồ vật khác nhau. Tay cầm thì là một gỗ mà mình đã mài, cần rất dễ chắc tay. Mấy cưa thì được ngoài rất là sắc. Nhìn khá chỉ là đẹp nha. Nó cũng là bằng gỗ 100%, bằng gỗ yếp. Đây rồi nha. Và nó là 12 chiếc đinh. Cái nước cá này, cái nước giống nữa. Đây các bạn. Ôi, cái nước giống nó vô nhiều không? Cái nước giống thêm vô. Và trong cái giống
và làm bằng gỗ. Gỗ rất là chắc chắn, phần đầu thì làm rất là gọn nhé. Và trên đây thì làm sắt. Và đã được mài rất là chắc chắn rồi. Bây giờ mình chỉ có cưa thôi. Và phần này cưa nhiều lên, phần cưa đã bị cong một chút. Mình có thể làm bé thẳng lại được. Chúng ta có thể lên búa với những đồ vật để chúng ta đặt cho mình thẳng lên được nhá. Đây. Phần đầu thì nó là phần bạn nào bè, nó không bị nhỏ. Và nó được cố định từ hai sắt. Rồi gỗ là mình gỗ được cánh ra đi nhá. Cánh nó ra đi. Cánh nha, em mua đưa bác. Anh không cánh rồi, anh đang có video mà. Anh không mua gọi đưa bác nữa nhá. Ăn. Đứng nó cạnh nhà đi. Đây các bạn này. Nhìn nó đi không có con khác ra đấy. Những phần đang cưa thì được đan xíu với nhau. Lúc mình cưa thì chắc chắn hơn nhá. Rồi bây giờ mình sẽ làm cái thúc xèo bạn nhé. Đây mình sẽ giới thiệu bạn về một lọ keo 52. Đây một lọ keo 52 khá chi là đẹp. Được dùng để dán những cái đồ vật. Và nó có một phần nắp ở đây. Đây chiếc nắp và chiếc bình bên trong của Canon 2 khá là nhiều các bạn nha. Đây, khá là nhiều. Đây một loại keo mà được có rất nhiều người sử dụng để dán những đồ vật lại, nó sẽ được rất là bền và chắc chắn. Mỗi lần rán xong thì mình có thể dùng được khá là bền các bạn nhé. Đây, đây là lọ keo 52. Nó sẽ mau khô và dính, cái gì là hiệu quả. Mày mẹ, trời ơi, có một bàn thắng lại đời ra. Đây, được rất nhiều người à. Trong thì có đâu còn nữa lọ keo này các bạn này. Và dùng thì chúng ta sẽ dùng rất là dễ, gần đổ ra và keo của nó màu phát triển nhanh khô nha. Chỉ cần dùng 5 đến 10 giây là nó đã khô lại rồi. Nhà được mua. Nhà được có đường xong rồi đưa đi em luôn. Vẫn đi chi cục nó dùng xong hết là người ta nó ra rồi còn gì. Mà cục men to liên thỏ dùng được, em nghĩ là được. Dùng để cái chơi. Điện đèn những cái gì. À. Nhưng mà cái người sát cho bán được. Đây các bạn này.
cả chỉ là nhựa. Và chiếc gỗ là một nhựa cứng. Xem cái cục bia cũng như là hướng tường em nhắc cho mình. Rồi, trong đây thì là do khá chỉ là nhiều, nó có hạn sử dụng. Ở đây này sẵn sử dụng. Khi chúng ta dán thì chúng ta nên cẩn thận là khi dán thì keo rất dễ bị bay vô mắt, vì nếu mà chúng ta không cẩn thận mà để một giọt hoặc là một chút bay vô mắt thì nó sẽ rất dễ là chúng ta đang bị mù loà và những rất là nguy hiểm. Đây rồi. Đây đầu nó đây rồi nhé, dùng thì cũng hay là dễ dùng nên là được rất nhiều người sử dụng, nó cũng thêm vừa giúp dán được cả gỗ này nhé. Rồi video của mình đến đây là kết thúc, chào bạn nhé. Đây mình sẽ ấn tượng bây giờ mình lại qua cái ốc cho bạn nha. Các bạn nào này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để rửa bát nha. Thank you.
đóng cửa đây. Dậy nhau. Mấy phóng cái nhà răng đó đi biểu anh cái chỉ theo cái. Nhiều nhiều tí cho lấy cái. Đi. Nhớ đi lên sớm mà làm ngô đấy nhau. Vừa lên sớm mà đi làm ngô đấy đấy. Mấy giờ? 4 giờ, tầm nữa. 4 giờ đấy mà nghỉ hết rồi. Dạ. Ê, nó mới đi là chưa? Dạ, mấy mấy nó hơi là. Mẹ à, đi làm 6 giờ rồi. Mấy giờ đó? Cháu mua một mà khoảng gần 4.000 đấy mà.
Anh giữ cổ em. Bỏ rồi. Đây là 16.714 người. Rồi, bây giờ mình sẽ đạo là cái tóc xẹo bạn nha. Đây mình sẽ giới thiệu bạn về một lọ keo 52. Đây một lọ keo 52 khá là đẹp. Được dùng để dán những cái đồ vật. Và nó có một phần nắp ở đây. Để chiếc nắp và chiếc bình bên trong keo 52 khá là nhiều các bạn nha. Đây, khá là nhiều. Đây một loại keo mà được có rất nhiều người sử dụng để dán những đồ vật lại, nó sẽ được rất là bền và chắc chắn. Mỗi lần dán xong thì mình có thể dùng được khá là bền các bạn nhé. Đây, đây là loại keo 52. Nó sẽ mau khô và dính, cái gì là hiệu quả. Mày mẹ, trời ơi, có một bàn thắng lại đời ra. Đây được rất nhiều người à. Trong thì có đâu còn nửa lọ keo này các bạn. Và dùng thì chúng ta sẽ dùng rất là dễ, gần đổ ra và keo của nó màu phát triển nhanh khô nha. Chỉ cần dùng 5 đến 10 giây là nó đã khô lại rồi. Nhà được mua. Nhà được xong rồi đưa cho em luôn. Vấn đề chi cục nó dùng xong hết là người ta nó ra nên dùng gì. Nó cũng to liên thỏ dùng cho nghĩ nó dùng được. Dùng để cái chơi. Điện đèn cái gì. Nhưng mà cái đường sắt cho bán được. Đây các bạn. Bên trong đây thì nó có phần đầu khá chỉ là nhựa và chiếc vỏ thì là một nhựa cứng. Trong đây thì là keo khá chỉ là nhiều, nó có hạn sử dụng. Ở đây là sản sử dụng. Khi chúng ta dán thì chúng ta nên cẩn thận là khi dán thì keo rất dễ bị bay vô mắt vì nếu mà chúng ta không cẩn thận mà để một giọt hoặc là một chút bay vô mắt thì nó sẽ rất dễ dàng cho chúng ta đánh bị mù loà và những rất là nguy hiểm. Đây rồi. Đây, phần đầu của nó đây các bạn nhé.
dùng rượu hạnh là dễ dùng, nên là được rất nhiều người sử dụng. Nó cũng thêm vừa giúp dán được cả gỗ này nhá. Rồi video của mình đến đây là kết thúc chào bạn nhé. Đây mình sẽ ăn rồi. Rồi, bây giờ mình đến đây cũng là kết thúc chào bạn nha. Các bạn nào, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để rửa bát nha. Cửa đây dậy không mấy phóng cái nhà răng đó đi biểu cái chỉ heo cái nhiều nhiều tí ra lấy cái đi nhớ giờ lên sớm mà làm ngô đấy nhau giờ lên sớm mà đi làm ngô đấy đấy mấy giờ 4 giờ tầm nữa 4 giờ đấy mà nghỉ hết rồi dạ ê nó mới đi là chưa làm đánh mấy nó hơn rồi mẹ à đi làm 6 giờ rồi mấy giờ đó Thank you.
chưa? Bây giờ là em lấy cho ít chỉ. Chỉ khâu quá. Em vô. Để thằng Đăng. Đăng ơi. Hay về mua cái nào luôn này. Cháu mua một mà khoảng gần 4.000 đấy mà. Thank you.
bà cũng dùng bà thật hay quên nó. Anh cứ cổ em bỏ rồi. Đây là 16.714 người gì rồi, bây giờ mình sẽ tạo là cái tóc xẹo lại nha.